Đảng ủy khối các cơ quan thành phố tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ, tổ chức xây dựng đảng và công tác đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Các đại biểu đã được nghe quán triệt các chuyên đề liên quan như hướng dẫn triển khai thực hiện chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Ban tổ chức Thành ủy về chỉ đạo tổ chức đại hội. Một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ, một số vấn đề về công tác tổ chức đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ thông qua hội nghị nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đảm bảo bám sát các nội dung, tinh thần của chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, đồng thời thống nhất cách hiểu và cách thực hiện trong toàn đảng bộ thông qua mẫu hóa các văn bản trong từng bước của quy trình nhân sự, mẫu hóa chương trình đại hội.